Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Frank đây. Bạn có phải là một người tin vào duyên phận không? Mình nhớ Phật có từng nói một câu rằng kiếp trước phải ngoảnh đầu nhìn lại 500 lần thì may ra mới được một lần gặp nhau ở kiếp này thôi. Duyên phận ở đời thực sự là một cái gì đấy rất là thần kỳ của vũ trụ. Khi mà chúng ta quen ai, chúng ta gặp ai giống như là một sự sắp xếp theo đúng trật tự của nó vậy. Và chúng tất yếu phải xảy ra. Và mỗi một cuộc gặp gỡ, mỗi người mà chúng ta từng quen trong cuộc đời của mình đều để lại những trải nghiệm vô cùng quý giá, mang tên bài học cuộc sống cho tất cả chúng ta. Hôm nay mình sẽ mang tới cho tất cả mọi người một trong những cuốn tản văn mà mình rất yêu thích trong khoảng thời gian dạo gần đây. Đó chính là cuốn Thế giới mênh mông buồn vui cướp vào lòng đến từ Howard Dreamers. Đây là một trong những cuốn mà chúng ta có thể nói là căn xét chất chứa tất cả những cảm xúc của chúng ta và những thông điệp thầm kín về tình yêu và cuộc sống mà chúng ta có thể nhìn thấy trong chính những khoảnh khắc đời thường nhất của cuộc đời của mình. Các bạn tò mò rồi không nào? Vào nghe thôi nhé. Tương tư có lẽ là một loại tình yêu đẹp nhất nhưng cũng là nỗi đau đẹp nhất của đời người. Chắc là tất cả chúng ta đều đã từng có một mối tình đơn phương hay là chúng ta từng crush một ai đó nhưng mà ngại không dám ngỏ lời. Có lẽ cái khoảng thời gian đấy thực sự là vô cùng đẹp của tất cả chúng ta. Năm tháng tuổi trẻ của chúng ta là khoảng thời gian rực rỡ nhất khi chúng ta mạnh dạn cuồng nhiệt yêu một người nào đó. Nếu như chúng ta may mắn thì chúng ta có thể trở thành một đôi, chúng ta có những ký ức tươi đẹp khi có nhau ở bên cạnh. Nhưng mà nếu như không may mắn thì sao? Có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ một chuyến xe nào đó trong cuộc đời của chính mình, chuyến xe mang tên tình yêu đầu đời. Và có lẽ cái trải nghiệm ấy sẽ cũng trong cái trải nghiệm khiến cho chúng ta nhớ suốt cuộc đời này, bởi vì nó thật sự là một khoảnh khắc rất là đau đớn. Em đừng buồn khi người ấy chẳng thương em, chắc bởi vì yêu thương đang tắc đường em ạ. Em cũng đừng đau khi người ta xem em là người lạ. Em đừng buồn, đừng nhớ cũng đừng thương. Đây là đoạn trích gây sốt mạng xã hội dạo gần đây đến từ cuốn sách này. Khi chúng ta thích một ai đó, chúng ta có thể sẽ yêu vẻ đẹp của họ, chúng ta có thể sẽ yêu nhân cách của họ. Nhưng mà chắc chắn chúng ta phải nhận với nhau một điều rằng là việc thích một ai đó thực sự là một việc rất là bình thường. Giống như việc khi như chúng ta đi vào một cửa hàng tạp hóa vậy, chúng ta phải chọn một món gì đấy hợp gu với chúng ta thì chúng ta mới mua nó, còn nếu không tất cả đều sẽ bị bỏ qua, đúng không ạ? Thì chuyện tình yêu cũng như thế thôi. Khi chúng ta yêu một ai đó, chúng ta thầm cảm mến một ai đó, nếu như chúng ta có thể yêu được họ, chúng ta có thể đến bên được với họ, thực sự đó là một điều may mắn. Còn nếu như các bạn không có hữu duyên, vô phận không đến được với nhau cũng chẳng có vấn đề gì cả, thực sự nó cũng không phải là một điều quá to tát đến thế. Nhưng mà buồn không ạ? Tất nhiên là có buồn rồi. Vậy trong năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt ấy thì bạn thấy gì trong mắt mình? Các bạn thấy các bạn đã sống được một đời rực rỡ hay là các bạn có sống một đời dở dang? Tất cả chúng ta đều sống cùng với nhau dưới cùng một bầu trời, ai mà chẳng thấy dính được mưa một lần. Có người thì sẽ tự biết hong khô chính quần áo của mình, còn những người thì lại để mình ướt, để nhiễm lạnh và để ốm. Hay, việc không chăm sóc được bản thân mình và phải chờ đợi một ai đó đến chăm sóc bản thân thực sự là một điều gì đó vô cùng tồi tệ. Đôi khi cuộc đời sẽ ném cho chúng ta một miếng chanh cực kỳ chua chát. Nhưng mà bạn tôi ạ, miễn là trái tim của các bạn vẫn còn đập, nước mắt của các bạn vẫn còn rơi, các bạn vẫn có xúc cảm, thì các bạn vẫn phải gửi đến hai tiếng cảm ơn đối với cuộc đời đấy. Bởi vì mỗi khi các bạn thức dậy, mỗi khi các bạn khóc, mỗi khi các bạn biết thương một ai đó, biết buồn vì một ai đó, là các bạn vẫn còn sống, các bạn vẫn còn những điều mà các bạn có thể làm để viết tiếp vào bên trong những chương tiếp theo của hành trình mang tên cuộc đời của chính mình. Nên là nhiều khi cuộc đời dù vô hình nhưng mà đem đến cho chúng ta những điều tốt đẹp hơn những gì mà ta nghĩ hay chúng ta nhận ra được hơn rất nhiều. Nên là cuốn Thế giới mênh mông buồn vui cất vào lòng này có lẽ là một trong những cuốn nhật ký của tuổi trẻ, có thể nói là thế. Một trong những cuốn sách khiến cho chúng ta cảm thấy có một cái sự liên hệ sâu sắc nào đó với cuộc đời của chính mình. Có những phút mạnh dạn, có những phút yếu lòng, có những lúc khó khăn và có những lúc rất yêu đời. Tuổi trẻ của chúng ta là tổng hòa của rất nhiều thứ. Và cuốn sách này sẽ khiến cho các bạn nhận ra rằng thế giới vẫn cực kỳ tươi đẹp. Tất cả những gì mà chúng ta đang trải qua mỗi ngày vẫn là những khoảnh khắc vô cùng quý giá. Để khi các bạn cảm thấy khó khăn, các bạn sẽ không lầm đường lạc lối. Tuổi trẻ của chúng ta mà có tình yêu, có những lúc vụn vỡ, có những lúc mưa rào, có những khoảnh khắc rất tồi tệ đến với cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà không sao cả các bạn ạ, tất cả những khoảnh khắc từ hỉ nộ ái ố cho đến vui buồn, tất cả đều quý giá biết nhường nào khi đó là cuộc đời của chính chúng ta và tất cả những gì chúng ta trải qua đều để lại những kỷ niệm vô cùng quý giá. Bởi thế mới nói, thế gian này vốn rất tươi đẹp, hãy để gió mang nỗi buồn của bạn đi trôi vào những đám mây, để chúng hoàn thành những giọt mưa và sau đó trôi đi mất. Nỗi buồn của bạn sẽ tan biến vào hư vô và bạn sẽ có một cuộc đời tươi đẹp biết bao. Nên là nếu các bạn thích những nội dung tương tự, hãy like, share và subscribe cho tất cả chúng mình. Cùng với đó, nhớ nhấn thêm vào cái chuông để update những nội dung mới nhất chúng mình sẽ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, đây là AZ Review, còn mình là Farin. Bye bye!